Yes, chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Vun Chan đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục extra từ game Uma Musume. Hôm nay chúng ta có một cái banner mới. Đó là một em người mới, đó chính là Tap Density. Ok, tiếng Nhật đọc là Tap Tap Densu Chi Chi. Ok, chúng ta sẽ cùng extra em Tap Density nha. Ok. À được chứ, một cái WTO với lại em kia đúng không? Ok, mà chúng ta sẽ quay Tap Density. Như được trước có một cái banner nữa, là cái banner anime, nhưng mà kiểu banner nó cũ rồi nên mình không có làm. Ok, ta sẽ chào luôn rồi. Đấy, tôi có banner này. Ủa. Đâu cái chào bằng tiền. Whoop. Trời ơi. Người tiền tỷ á, bữa nay cờ bạc à. Ok rồi, cả cha luôn ha. Ra luôn á mọi người, lắc rồi đó. Cái gì mà nhắc cái nhà bút à. Ok, ê, mình có cảm giác nó hơi mượt mượt. Có ra nha, có thể ra nha. Rồi. Mượt đúng không? Số mượt nổ. Ủa? Sao lại lắc lắc đồ ghê mà. Ok. Số 5 Tập đèn City. Chắc chắn chị ấy rồi. Chắc chắn em ấy rồi. Đấy. Ok. Ơ mà cái này nổ mà đúng không? Thì cái này muốn mình roll nè. The hell. Ok. Ok. Hai em là luôn. Tuyệt vời. À, hết luôn rồi. Ủa, ủa. Đây kiếm này nó không ra ấy. Đấy, biết mà. Nhìn là biết không ra. Cái này có thể ra nè. Tôi lock nhanh là biết không ra. Quả vòng. Trời ơi. Xí. Cái này nó nổ nhiều vậy ta. Bữa trước nó nổ kiểu bèo quá. Nổ có ra hay không. Ui mày cấm. Ê, tính ra là nhiều wedding đó nha. Toàn vội vội mấy em ở banner cũ. Đinh hơi bị nhiều nha. Là ai? Là cái nịt. Hai em lệch nữa.
không ra mình skip rồi. Cái nào mà lắc lắc thì mình sẽ biết là ra hay không. Cái này cũng vậy. Để nó xui thôi. Để mà cảm giác là nó hơi bị chậm. Vàng hơi nhiều. Hi. Lại. Lại. Nhanh. Và không có ai hết. Mình tưởng tượng rồi. Khó thế nhờ. Pha lợt này nhiều quá. Trời ơi. Lợt hay bị nhiều như ní. Em không nổ thì ủ quá. Tôi hai số 3 mà không nổ thì không nổ thì cũng mong ơi. Phải thật. Speed run. Chắc chắn lần này nổ. Lần này lâu phải lìm luôn. Mà không biết ai nhưng mà chắc chắn là nổ không em. Đấy. Sâu luôn. Oh my. Suzuka. Ê, tính thành nãy giờ đổ đúp hơi nhiều em mọi người để ý nãy giờ hai lần ba lần nữa đây là lần thứ ba đấy. Suzuka lâu rồi. Ui, Suzuka cũ luôn. Trời ơi. Ơ cuối cùng nó. Phú bà. Phú bà tiền tỷ. Lắc luôn. Tắt lên city. Lắc luôn hả? Cái animation lắc. 110 nháy. Ngốc đấy. Đôi không luôn ấy chứ. Ok, mình sẽ test thử tắt lên city nha. Nhìn cái tay thấy là điêu luyện rồi. dân chiêu dâu. Ok. Thì mình sẽ skip một training nha. Training thì chắc là mọi người biết rồi. Mình skip để nhanh coi tôi em đuôi như thế nào. Training thì mới đầu thì chắc có gì gọi là đó. Ok, vậy đây mình xíu. Ok, và mình đã training xong. Thì bây giờ training cũng khá là dễ. Mà cứ lần training thì em cứ nói my turn thôi. Lực của tôi nghe khá là nguyên thuộc.
Ok, mình sẽ cầm skill. Chắc là cầm cái này đi ha. Ok, team chỉ top density này sẽ là đua như thế nào đây? Mang đi bút 2 cái số. Ok, cũng nhảy nhảy rồi, cũng nghệ chứ. Thật ra là mình ở vị trí thứ 5 người. Nhưng mà ý sẽ thoa ở hai vị trí này, này với này. Thử cái này. Ok, showtime. Mà nó tiếng Anh hơi nhiều nha. Này ngư, nước ngoài ơi. Người ngoài ơi. Rồi mà tập density thì cái tên ỉa mình chắc chắn là người Anh. Người Mỹ, người Anh. Rồi. スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って。よよ。本日の一番人気タップダンス。よよ。さあ、試合。トライ。トライ。ほい。まあ、やばい。普通のね、チャイ運はいい。タップダンス。さあ、激しい先行争いで前に出たのはタップダンス。タップで、ニューラ、ムン、タイラ、チームウェイ、オラ、チャイ、ドゥン、ジャイ。 Em gọi là dẫn đầu. Ê, lên lại rồi. Chị lên lại, chị lên rồi. Con kia mày đỏ cay thế nhỉ. Mới nào thu tốc độ nó được. Cái này phải dùng skill rồi. Quỷ này chạy ghê vậy. Này rồi, khúc cua lại khúc để mình gọi là gỡ gạt. Để thu sát lại. Cua rất là căng thẳng. Không biết là... Này rồi, skill đâu? Không cần skill luôn, lên luôn. Tập tên City. Có rồi, chơi gì nữa. Billion of Star. Ôi, ngôi sao tiền tỷ. Ngôi sao tiền tỷ. Nghe sang chảnh chưa. Tỷ luôn à. Dấu dấu. Ui, xà với Lin luôn. Ê, cảm giác là hình như là game mới update 60fps đó người. Cái game nó mượt mượt á. Cảm giác là game nó mượt mượt hơn trước rồi. Mình nghĩ là game mới update thêm gọi là mở khung hình lên 60fps. Rất là mượt luôn ý. Cảm giác là mượt. Mới biết là 60fps rồi. Uầy, vậy là bạn nào chơi game này cũng gọi là đỡ. Cảm giác khá là mượt luôn ý. Chúc mừng. Game sau gọi là hơn 2 năm, gần 3 năm nữa. Như năm sau là 3 năm rồi. Đầu năm sau là 3 năm. Nhưng mà cũng update được cái gọi là sau Mỹ bị hết. Ok, ta sẽ xem em nhảy như thế nào ha. Let's go. Ui, có cái đoạn nhảy lên sau Mỹ bị mượt phải. Ok, chúng ta hãy cùng thưởng thức.
Vãi hồ luôn mười cưng. Ôi, respect nha. Uầy, cái đội nhảy mượt vãi, mượt hơn trước là nhiều. Wow, 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 cái này là mình phải tới tiêu đề là xong với FPS mà. Kim update xong với FPS rồi. Sau đó update này thì bạn nào mà chơi game này gọi là mượt như sinh siêu luôn. Có mấy em nhảy mượt mượt đét. Ok, it's the way there. Ok, đó là tất cả về Tap Dance City. Cái này được gọi là ưu tiên, được gọi là nhảy trên nền đồng người đầu tiên nhảy trên nền sông Mỹ. Hợp lý này. Mình có update đây thôi, nãy mình cũng update đấy, xong vô thấy nó mượt mượt. Ok, mình sẽ ở đây mới ngồi giờ này làm nhà nhé. Thơm. Ủa, đây là quên vừa rồi. Ờ, đây rồi. Mình chỉnh cái tiếng xuống. Ok. お知らせがあるようだ。よし、確認は任せた。エースとスカジャンってやつを買いに行ったんだ。お揃いできてさ、最高にクールな写真が撮れたよ。ヘリオスは最高のルームメイトさ。ミラーも。エリオスね。エリオね。エリオ、エリオ。エリオ、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 エリオ、エ
nhảy. Thích nhảy. Bây giờ là tắp đen, tắp đen city. いつ聞いても胸を踊る言葉だ。もらい忘れるなよ。踊るように生きて、欲しいもの全部掴む。そんな私の生き様をこの勝負服と共に刻んでやるのさ。お知らせがあるようだ。よし、確認は任せた。ロブロイと本の話で盛り上がってさ、 宝探しの冒険に英雄と仲間の絆、あいつが語るロマンに胸が躍ったよ。エースとスカジャンってやつを買いに行ったんだ。お揃いできてさ、最高にクールな写真が撮れたよ。ダンスレッスンの先生とは個人的にもよく話すんだ。あとかやべ、
Ok, đó là cái em về em tắt đèn city. Từ để mình coi thử là cái chỗ phần setting đó. Đây đi con. Cái đoạn nào nó ghi FPS rồi. Cái bừa với cứt à. Là nó chỉ update ngoài thôi. Không thấy phần gọi là 60 nhưng mà cảm thấy nó mượt mượt ấy. Ok, thì đó là cả về em Tab City. Nếu các bạn thích video này có thể cho mình một like và subscribe và một share để ủng hộ cái tập tiếp theo của Uma Musume nha. Ok, gặp lại các bạn ở video tiếp theo của em ngựa tiếp theo, em ngựa nào đó hoặc là một cái skin của em ngựa nào đó. Ok, chúc mọi người có ngày tốt lành. Bye bye. See you again. ミラーボールと DJ 機材持ち込んでずーっとバカ騒ぎしてくれんだ。